Xin chào các bạn. Cuộc sống hiện tại của các bạn như thế nào? Nếu đang vui vẻ hạnh phúc và thấy hài lòng với cuộc sống, thì xin chúc mừng bạn, vì bạn là người may mắn. Còn các bạn đang chán chường hay cuộc sống rơi vào bế tắc, thì hãy đồng hành cùng chúng tôi, Thanksbook sẽ chia sẻ cùng bạn. Trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, sẽ có những lúc người ta vui sướng tột độ, hạnh phúc tới mức cảm thấy như đang bước trên mây, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc đau buồn, tuyệt vọng như thể đất dưới chân đang sụp đổ, ngày mai sẽ là tận thế. Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột, không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán chường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm. Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường cuộc sống hiện tại, nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi. Hãy luôn ghi nhớ 8 điều mà Thanksbook chia sẻ dưới đây để vượt qua những ngày bão tố và có thêm động lực tiến về phía trước bạn nhé. 1. Không có chặng đường nào trải hoa hồng. Có đôi khi bạn gặp phải khó khăn cùng cực, nhưng đó chưa hẳn đã là điều xấu. Hãy biến mọi nguy cơ trở thành động lực để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. Có những loại khó khăn khiến ta bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng giúp ta thay đổi và trưởng thành hơn. Đừng cố kháng cự hay trốn tránh những khó khăn ấy, bởi chẳng ai có thể sống một cuộc đời mãi mãi là một đường thẳng. Nếu không trải qua những ngày mưa gió bão bùng, người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân quý những ngày rực nắng. 2. Tất cả mọi khó khăn thử thách chỉ là tạm thời. Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu ngày mai không quang, thì ngày kia ác sẽ phải tạnh. Hãy biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội trong mọi khó khăn, bởi tất cả mọi việc trước mắt đều chỉ là tạm thời mà thôi. Dừng ngay việc chì chiết bản thân và mãi đắm chìm trong thất bại. Tất cả mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian. 3. Bán than cũng chẳng thay đổi được gì. Khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, người ta thường có xu hướng tự trách bản thân hoặc oán than kẻ khác. Tuy nhiên, cho dù có ngồi dằn vặt cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề gì. Mọi việc đã xảy ra thì không cách nào vãn hồi được. Thay vì cứ mãi ủ rũ, hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách bắt tay vào hành động để sửa chữa lỗi lầm. 4. Mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá. Khi bạn vấp ngã, trên cơ thể bạn sẽ lưu lại những vết sẹo. Nếu mỗi ngày bạn lại bới móc vết thương ra để than khóc, nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Ngược lại, khi bạn biết cách tạm quên nó đi và điều trị đúng cách, chẳng mấy chốc vết thương, dù có lớn mấy cũng sẽ phải lành. Tới lúc ấy, vết thương sẽ không còn đau nhức nữa, mà chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt. Đó không phải là thất bại, mà là minh chứng cho ý chí kiên cường của con người, đồng thời cũng là một biểu tượng của sức mạnh, cho thấy bạn đã chinh phục được nỗi đau và biết cách vượt qua nó để hướng tới tương lai. 5. Phải nếm qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt bùi. Ai cũng có mục đích đến cho riêng mình, và trên con đường chạy về đích ấy, người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Bạn không đạt được thành công trước mắt không có nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể bước tới đỉnh vinh quang. Nếu chẳng may bị vấp ngã, hãy mạnh dạn đứng dậy và bước tiếp. Cần phải biết cách buông bỏ những đau thương, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến lên mà không phải lo lắng, e sợ bất kỳ điều gì. Nếu chưa từng nằm trên bàn chông, người ta sao có thể cảm nhận được giường đệm êm ái đến mức nào? 6. Đừng bận tâm đến những phản ứng tiêu cực của người khác. Nếu bạn chẳng may phải sống giữa một tập thể chỉ toàn nhìn thấy điều tiêu cực, thì bạn hãy tỏ ra thật tích cực. Đừng vì người ta cố dìm mình mà tự chìm xuống, trong khi bạn hoàn toàn có khả năng ngoi lên khỏi mặt nước. Cũng đừng gục ngã, bởi người ta sẽ nhân cơ hội chà đạp bạn không thương tiếc. Bất luận bạn là người ưu tú đến đâu, người ta vẫn luôn bới móc được những khuyết điểm nơi bạn. Thế nên cách tốt nhất là hãy mỉm cười đáp trả bằng cách vượt lên hẳn bọn họ. 7. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Chuyện cần đến, nếu hôm nay không đến, ngày mai cũng không đến, thì ngày kia ác sẽ đến mà thôi. Khi đi lạc đường, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ người đến cứu, bởi bạn có thể chết đói ở đó. Hãy cứ tiến về phía trước, bạn sẽ tìm được nhiều thứ hữu ích hơn, và biết đâu đấy lại mở ra được một con đường mới, thì sao? Thành công không bao giờ mỉm cười với những người suốt ngày sợ sệt, nó sẽ chỉ đến bên người biết nắm bắt cơ hội mà thôi. 8. Thay vì ngồi than khóc, thì hãy mạnh dạn đứng lên. Bạn có ngồi than khóc từ năm này qua năm khác, cũng sẽ chẳng có ai chạy đến bù đắp tổn thương cho bạn, bởi trên đời này căn bản là không có ông bụt đâu. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại. Cốc nước đầy một nửa,
hay vơi một nửa là do cách nhìn nhận của mỗi người. Cuộc sống tươi vui phơi phới hay bế tắc tuyệt đối cũng là do suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Qua video hôm nay chúng tôi chia sẻ, hy vọng sẽ mang đến cho bạn động lực để bước tiếp trong lúc khó khăn. Cố lên bạn nhé! Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thanksbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanksbook, sách và phát triển bản thân.